Chào tất cả các bạn. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một bức tranh về Lăng Bác cũng rất là đơn giản. Các bạn cũng đừng quên ủng hộ cô bằng cách nhấn nút like và nút đăng ký bên dưới nhé. Cô đặt tờ giấy trắng nằm ngang. Trước tiên cô căn ở bên dưới của mép bên trái tờ giấy. Cô vẽ một hình chữ nhật dài nối với hết mép của bên trái. Vẽ bên trên hình chữ nhật là những cái đường cong. Cô làm đây là một cái bồn hoa. Thêm những cái chấm tròn nhỏ để làm những cái bông hoa nhỏ. Cô cũng căn ở bên phải và vẽ một cái bồn hoa giống y như bên trái. Ở hai bên cái bồn hoa này, cô vẽ mỗi bên một cây xanh. Các bạn cũng có thể vẽ những cây xanh tùy theo ý thích của các bạn nhé. Ở đây cô vẽ cây xanh này, cô thêm những cái cành nhỏ cho cái cây xanh này. Từ dưới chỗ thân cây này, cô vẽ những cái đường cong rộng ra hết cái thân cây luôn để làm cái tán lá. Rồi vẽ thêm những chiếc lá. Bên này cô cũng vẽ một cái cây tương tự. Hai cái cây này các bạn canh đều hai bên thì sẽ đẹp hơn nhé. Giờ thì cô vẽ cái đường mạch đất ở dưới sát với cái bồn hoa, ngay chỗ cái gốc cây này. Các bạn nhớ chú ý lúc này nha. Nhớ kéo cái đường này thẳng thì sẽ đẹp hơn. Ở hai bên gần với cái cây xanh, cô canh và vẽ hai cái chậu cây nhỏ nối với cái đường mạch đất này. Cái cây nhỏ này các bạn cũng có thể vẽ tự do theo ý thích nhé. Thêm một chậu cây bên này nữa. Các bạn nhớ canh đều thì sẽ đẹp nhé. Tiếp theo thì cô canh ở ngay chỗ cái tán cây này và vẽ cái tầng thứ nhất của Lăng Bác bằng một đường ngang. Các bạn nhớ canh hai bên cái tán cây này cho đều nhau nhé. Ở bên dưới cái đường ngang này, cô kéo thêm một đường ngang gần gần với cái đường ngang lúc nãy. Lại thêm một đường ngang nữa. Và cô đã được ba cái đường ngang như thế này. Từ đây cô canh và vẽ cánh cửa hình chữ nhật chạm với mặt đất. Cô nối một đường thẳng bên này. Thêm một đường thẳng bên còn lại. Canh hai bên cái chậu cây nhỏ này cho đều nhau thì sẽ đẹp. Tiếp tục cô lại vẽ những cái đường ngang nối với cái cánh cửa. Các bạn nhớ chú ý cẩn thận vẽ ở phần này nhé. Ở những cái đường ngang này cô vẽ những đường gạch thẳng để làm những cái viên gạch hoặc những cái viên đá xây cái bức tường. Ở những cái hàng tiếp theo cô vẽ những cái đường gạch thẳng nhưng so le với cái hàng ở trên. Cô nghĩ là sẽ trông giống
các cái viên đá hoặc viên gạch xây thành bức tường hơn. Giờ thì cô canh và vẽ cái cánh cửa ra vào cũng bằng một hình chữ nhật. Nhưng các bạn nhớ canh đều hai bên nhé. Cô thêm một đường ngang sát với cái bức tường vừa vẽ xong. Canh ở hai bên và vẽ lên hai đường thẳng ngắn. Nối lại bằng một đường ngang. Thêm một đường ngang ở chính giữa. Rồi cũng thêm những đường gạch. Những đường gạch ở bên trên này sẽ so le với các cái đường gạch ở bên dưới. Cô canh ở hai đầu này hơi thụt vào một chút, khoảng hai viên gạch như thế này. Vẽ lên một hình chữ nhật dài tiếp. Những đường gạch. Từ đây cô cũng canh thụt vào một chút nữa, rồi kéo lên hai đường thẳng dài hơn một chút và song song với nhau. Nối lại bằng một đường ngang. Cô cũng được một hình chữ nhật to hơn. Bên này là một đường gạch bên cái mép bên này. Mép bên còn lại cũng một đường gạch xuống để làm hai cái cây cột. Thêm những cái đường gạch ngang để trông giống các cái viên đá hơn. Ở bên trong hình chữ nhật này cô cũng vẽ thêm bốn cái cây cột nữa, nhưng nhỏ hơn hai cái cây cột bên ngoài. Rồi cũng thêm những cái đường gạch ngang để làm các cái viên đá. Ở hai đầu bên trên cô kéo hai cái đường xiên ra như thế này, rồi nối lại bằng một đường ngang. Một đường ngang sát với cái mép ở bên dưới. Cũng thêm những cái đường gạch. Một đường ngang chia nửa cái hình này. Ở cái đường bên trên này cô ghi chữ chủ tịch. Ở bên dưới cô ghi chữ Hồ Chí Minh. Vẽ thêm những cái đường gạch. Trên này cũng canh thụt vào một chút và vẽ lên một hình chữ nhật dài. Các bạn nhớ vẽ cái hình chữ nhật ở bên trên này sát với cái mép nhé. Vẽ những cái đường gạch. Trên cùng cô cũng vẽ thêm một hình chữ nhật nhỏ hơn một chút nữa. Và cô đã vẽ xong lăng bác. Bây giờ cô sẽ vẽ thêm hai người đứng canh ở ngay hai cánh cửa nữa nhé.
Ở chỗ này cái chi tiết rất là nhỏ, cho nên các bạn cần chú ý lúc này nhé. Hai cánh tay hướng xuống dưới. Vì khuôn mặt quá nhỏ cho nên cô chỉ chấm 3 chấm để làm đôi mắt và cái miệng thôi. Cô căn và vẽ thêm một chú đứng canh gác ở bên này nữa. Ở hai cái ô bên này cô thêm hai cái đường gạch để trông giống cái cây cột á. Tiếp theo cô vẽ thêm một đường ngang sát với cái đường mặt đất này để làm cái bậc cầu thang. Kéo dài hết giấy luôn. Tiếp tục là thêm những cái bậc thang tiếp theo. Cô vẽ gần tới cái bồn hoa. Trên bầu trời còn trống, cô vẽ thêm ông mặt trời. Thêm những đám mây nhỏ. Bên này cũng thêm những đám mây. Và cô đã vẽ xong một bức tranh về Lăng Bác rồi. Bây giờ thì các bạn cùng tô màu với cô nhé. Ở những cái ô bên trong này cô tô màu nâu. Cô chọn màu xám tô cho cái bức tường để trông giống những cái viên đá màu xám hơn. Màu xám đậm hơn cho cánh cửa bên trong này. Màu da nâu cho cánh cửa ở chính giữa. Hai chú lính canh mặc đồ màu trắng cho nên cô chỉ tô phần da thôi. Xanh lá đậm và lạt cho những cái cây. Thân cây màu nâu đậm, cái chậu cây và cái bồn hoa màu vàng da, màu xanh dương cho đám mây, ông mặt trời màu vàng, màu đỏ cho chữ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cô chọn màu cam và màu hồng lạt để tô cho mặt đất và bầu trời. Các bạn cũng có thể chọn màu khác nhé. Cô cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video này. Xin chúc các bạn có một bức tranh thật là đẹp. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.